ngoài họ lên 28 triệu ấy. Thế nhưng mà chết thêm tiền bao nhiêu, có 30 triệu là đúng rồi. 28 triệu à, thì cái đấy cứ ăn đi, món ăn cái đấy ngon mà. Nếu mà con thích thì đổi cho bố luôn. Đấy nhá. Lần trước ăn bát cha rồi là biết bát cha ngon không bằng cái dâu. Ăn rồi nhá. Bát cha là ăn. Lấy bát cha này. Nhưng nó thích ăn bát cha chứ nó ăn cái dâu rồi. Thích đổi vị. Được, thì em được. Cầm cái này lên. Ăn. Loại đấy chỉ có thế, loại mát cha chỉ thế thôi. Thế thì món này nó chưa ngon hơn mà. Thôi vừa ăn gì. Cầm bốn, bốn năm như thế. Ăn gì thế đâu? Về nhìn cũng sợ đúng rồi. Nào nhà bảo thế là người bảo thế cũng cứ bảo thế không cho hai thằng đi, hai thằng không đi, hai thằng đấy nhá, không đi à, không đi uống rượu say. Mấy ngon phết, không dung ít dung thôi. Không dung thật. Có dung chút, có hòm dung. Mới tặng không dung mấy. Giống cả hai loại dung. Đây là có dung chút bằng hòm rồi. Mà tặng không dung luôn, hơi dung. Rượu đi. Đây là kem gì? Ngay con đang kem gì? Rượu ăn à? Xin chào các bạn xem nào. Nhìn đây cơ mà. Hôm nay là nhà mình bố mình đưa đi ăn kem gì nào? Là cái matcha ngon không? Ngon. Vị hương như nào? Thơm. Ngon. Kem. Kem như nào? Hôm nào đi nữa không? Có đi nữa được, ok đấy. Đấy thằng em nhà Huyền được ăn gì cả đấy. Xin chào mọi người nhá, hôm nay thì cho con gái Mai Anh nè với mọi người cùng đi ăn kem nhá. Kem cho mát đúng không? À, mời mọi người ăn đi, trong nguội đấy, nó ra nước hết đấy. Ăn đi. Hả? Nó nhanh nước, ăn nhanh nước. Bạn không ăn à? Nên là thì còn ăn cá hổ. Đâu rồi, đâu rồi? Chơi trong nhà bóng này. Nhà bóng. Cái này nó tỏ nó nhanh nước đó. Bò đi khô ăn cá thôi. Hôm đấy trước khi ăn, trước khi ăn là kẹp trước. Ngon lắm, nhìn. Ăn nó rất là mát đúng không? Đây nhà mình vào đây rồi mà. Vào đây rồi. Đấy, vào đây rồi, ăn rồi nè. Rồi chưa vào bao giờ đâu mà. Đã vào rồi, đã like ở quán này rồi. Yeah.
Cảm ơn không? Em nha, em bỏ nắp cho mọi người là giả mát ở dưới đây. Ăn đi, thử đi, cứ thử thoải mái mà. Không vấn đề gì cả, mưa là chuyện bình thường đúng không? Bây giờ mình có đoạn rồi thì mình có cả ô, có cả mưa luôn nha. Nếu anh nào sợ mưa thì chạy vào Trường Sơn đi vào tô luôn. Chào không phải nữa. Nào không đi. Nào, ngon. Làm thế. Giờ bạn khách đấy. Điều rất cố. Cả nhà mình là một xe vườn. Xin chào mọi người nhé. Lúc nào mà có nhớ. Chào mọi người nhé. Nhớ hả? Phải đi bay. Ăn được, ăn được. Rồi nha. Bây giờ sống nhiều.